Chúng ta cùng quay lại với trận thi đấu chung kết của cả hai game thủ. Nhưng đây là một bãi quả quả nhỏ nhem. Một bãi quả ớt, tại sao mà Dino không rốt thằng dân nó vào trong trước và đóng BG? Vẫn phong cách của mình, anh cho thằng dân thứ tư đi xây nhà. Ơ thế ngon. Vâng, thấy một cánh rừng già, một cánh rừng thông rất đẹp, cũng như là một đàn hiêu to ở cạnh đấy luôn. Bây giờ thì phải kiếm con voi mà câu nó về thôi. Bầy hiêu này có lẽ sẽ vâng thịt ở cái chỗ khoảng này. Đó sẽ là cái vị trí đóng hết. Vâng, một vị trí đóng hết mắc binh. Đặt khít được khịt luôn. Vâng, đây là 7 con hiêu của game thủ Dinosaur. Chín trên 12. Ô đây rồi, vâng, đôi voi đây rồi. Đóng nghe sau đó dành ra câu ngay. Mười sáu trên 20 và Dino đang câu con voi thứ hai về. Ơ kìa, vâng, tí nữa thì một pha phốt. Cánh rừng tưởng là đẹp nhưng hóa ra được đây một cánh rừng rất là khó chịu, mặt đóng hết đẹp ở ngoài. Vâng, cái bãi gỗ này thì tôi phải nói là một bãi gỗ mà tưởng là đẹp nhưng hóa ra xấu mắc binh. Đây rồi, đôi voi nữa chăng? Đôi đi, đôi cơ. Tôi cần một đôi voi cơ. Thôi một con cũng được, câu về đi anh. Đóng hết trước. Rất may là những con hiêu này đã còn chỉ một máu thôi. Nếu mà pha vào rồi mà một con nhảy vào trong ấy, thì Dino có lẽ là anh sẽ bị tù ngay trước ghét. Câu con voi này về. Vâng, dân đóng nghe xong. Quyết định đóng cái nữa chăng? Nhưng mà game thủ Dinosaur đang đi tìm một bãi quả của mình. Đang đi tìm bãi quả phù chăng? Có cần hay không khi mà đã có 3 voi ở đây. Đã nhả dân và chuẩn bị kích đời rồi. 25 dân. Bãi này thì Dino vẫn phải cần thêm một đồ ăn nữa. Úi dồi, một pha ảo diệu, vâng, phi thẳng qua đầu hai con sư tử, nhưng hai con sư tử rất ngoan ngoãn và không làm gì Dino. Thôi trận này có khi là thắng chặt rồi, khi mà vâng anh rất may mắn. Một pha con dân, vâng, đổ lái lắc vỉa qua hai con sư tử. À đây rồi, đôi voi câu về. Câu một con không, như vậy là Dino quyết định câu. Bây giờ thì đóng bê. Ơ tại sao đóng đấy? Rất khó hiểu. Mặt trong thì đã có cánh rừng nó bao quanh rồi, nhưng tại sao Dino vẫn đóng BB ở đấy? Đó là một điều mà chúng ta cần phải xem xét lại sau trận đấu này. Xem Dino anh bo nhà như thế nào. Vâng, BA đóng trên này hay đóng đâu? Anh đóng ở dưới thì kiểu gì tí nữa cũng giờ xe long đứng ở trên dốc cũng vả vào mặt anh.
Nhưng đây anh đóng ở chỗ này. Cộng thêm một dân. Không cộng. Rồi như vậy là không cộng dân. Kích đời ở 10 phút 44 giây với 25 dân của AC. Vẫn là một bài lên đời rất sớm khi mà có hai envoy về nhà. Hai bảy dân của Sen Long. Sen Long dò 17%. Hai bảy dân và một bài Long đánh Châu dân. Đóng Nga. Vâng, BM để đóng như thế này, BE đóng như thế này. Tí nữa Long đứng ở trên dốc, Long tỉa xuống thì nhà của Dino sẽ bốc cháy và ngùn ngụt luôn. Thôi đừng tham làm gì, câu làm gì con voi đấy nữa. Anh vẫn câu. Đã có 6 cái ruộng, vâng, 2 thằng dân ăn quả, 1 thằng dân ăn voi. Như vậy là vẫn sẽ đảm bảo sau 4 tấn cung. À, sau 4 nhà VA. Thế nhưng mà Dino vẫn đang muốn con voi này về với những bản để có thể một bài đánh lực khỏe hơn. Có con voi này về thì lực của Dino sẽ rất khỏe. Hai bảy trên 32, 4 BA rồi. Vâng, Long 30 dân. Trong khi đó thì Dino 29 dân. Có lẽ là Long lên đời chậm hơn Dino một tí. Khi mà lúc đầu thì anh đánh 27 dân, nhanh hơn Dino 2 dân. Nhưng bây giờ thì lợi thế dân đã giảm xuống còn 1 thôi. Khi mà Dino có một bài lên đời cũng rất sớm, 10 phút 4x giây. Ruộng nương đang được vẽ đề huề nhà Dino. Anh vẫn lo sợ có một bài mà hai nhà rất gần nhau. Ở đây rồi, thấy luôn. Vâng, Long điều giờ rất hay. Hai con giờ của Dino hết máu. Trong khi đó thì cu giờ của Sen Long vẫn chưa chết con nào. Vâng, một đều về tỷ số điều giờ. Tân cung thứ hai được sinh ra. Vâng, Long đang bắt những tân cung của Dino. Dino đang chết dần những con cung của mình rồi. Nếu như đây là một bài đánh dị, vâng, dâng BA cao lên một tí và sau đó thì lôi thêm vài ba thằng dân lên công sớm, sau đó thì chốt BE ở đầu những cái nhà BA này. Đúng như trong cái giải mà AC mà game thủ He cũng BB cũng đã chơi cái trò đấy thì rất nhiều khả năng là trận thi đấu này thì Long sẽ chết sớm. Dino đang điều cú giờ rất hay, anh thả mỗi chỗ một con làm cho nhà Long loạn hết cả lên. Và chúng ta cùng chờ xem là Long sẽ đỡ nhà kiểu gì trong trận thi đấu này. Rất khó chịu và đánh chém, đánh cung giờ đúng như kiểu đánh chém. Cái sự khó chịu nhất định dành cho Dino. Việc móc máy bằng cung giờ. Vâng, móc máy dân bằng cung giờ sẽ là một điều mà khó khăn hơn so với lạc đà. Khi mà lạc đà chỉ cần thả nó thẳng vào đấy thôi, nó sẽ tự chém. Trong khi đó thì cung giờ mà đẩy vào mà không để ý là bị dân đập chết ngay. Long đã lên ở chặt gỗ 2 trước game thủ Dino sâu. Khi mà điểm công nghệ của Long đã là 3. À đã là 4 và Dino thì mới vẫn đang là 3 và vừa rồi anh mới lên ở chặt gỗ 2 sau. Và điểm công nghệ đã bằng nhau rồi. Vâng, Long đang ngoi lên con dốc. Dino đang để mất con dốc này rồi. Như vậy là hướng nhà BA của Dino xây là đẹp mắc binh. Thế nhưng mà địa thế của nhà anh thì không được đẹp ở trận này. Là mang dân ra và quẩy thôi. Ở kìa. Vâng, pha này mang dân ra quẩy thì anh lại chiếm lợi thế. Đúng rồi, đập đi. Vâng, quẩy lên nào. Vâng, cung giờ xe lòng đường trên dốc và nó nã dân như là mưa tên. Chưa đập chết là cung giờ nào thì dân của game thủ Dino sâu đã nằm sàn hết cả rồi. Và tỷ số là 4-2 về trong kèo AC dành cho game thủ đi. Dino vâng, 4 chính xác là 4-3. 4-3 dành cho game thủ Sen Long.
Vâng, Long đã giành chiến thắng ở kèo AC và chúng ta cùng chờ đợi đến kèo random. Vâng, 4-3, một tỷ số được đánh giá là cũng khá cân. Thực ra là đánh bài này thì hai bài Dino nghiệt, hai bài Dino lên đời sớm thì cũng ngang phèo. Còn hai trận còn lại thì nó là thể hiện một cái trình mà đi cung giờ cũng như là một thế đứng cung rất hay của Sen Long. Đó chính là cái sự khác biệt giữa hai game thủ. Khi mà các anh lên đời bằng nhau thì lúc đó thì trình nó sẽ thể hiện được tốt nhất.